bị kẹt trong thang máy là một tình huống nguy hiểm không ai muốn gặp phải. Buồng thang máy vừa nhỏ, vừa thiếu oxy, nếu chẳng may gặp phải sự cố, không ít người sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn, khó mà giữ nổi bình tĩnh. Tuy nhiên, cậu học sinh người Trung Quốc trong câu chuyện sau đây lại là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Cậu học sinh Sun Yixiai, trường trung học Cát Nhĩ Tân, Trung Quốc trong lúc đi học về, bước vào thang máy căn hộ thì bất chợt gặp sự cố. Thang máy cận giữa chừng khiến cậu bị kẹt ở trong. Không mang theo điện thoại nên cậu bé không thể liên lạc được với gia đình để cầu cứu. Tìm đủ mọi cách vẫn không thể mở được thang máy, Yixiai quyết định lấy giấy ra và viết thông điệp cứu hộ, có người bên trong thang máy. Hãy liên hệ với quản lý tòa nhà. Sun Yixiai và thang máy định mệnh. Trong tình huống không biết làm gì ngoài chờ đợi, Yixiai đã lôi sách vở ra để làm bài tập. Cậu lấy cặp sách làm ghế ngồi, điềm nhiên lôi vở toán, khoa học và tiếng Trung ra để làm bài. Sau khi đã làm xong bài tập mà vẫn chưa có nhân viên cứu hộ đến giải cứu, Yixiai quyết định tiếp tục ngồi học thuộc luôn phát âm tiếng Trung. Sau 5 tiếng đồng hồ, nhân viên cứu hỏa mới xuất hiện, mở cửa thang máy và đưa Yixiai ra ngoài. Điều khiến đội cứu hỏa bất ngờ là Yixiai không hề sợ hãi mà rất bình tĩnh. Không chỉ vậy, cậu bé còn hoàn thành xong xuôi hết mọi bài tập về nhà. Câu chuyện này sau đó đã gây sốt mạng xã hội không chỉ ở Trung Quốc mà còn cả ở Việt Nam. Nhiều cư dân mạng Việt Nam hài hước bình luận. Con nhà người ta trong truyền thuyết đây chứ đâu nữa. Chắc cậu bé nhận thức được việc làm bài tập kinh khủng hơn kẹt thang máy nên mới không sợ. Dấu hiệu của thiên tài đấy, chứ phải mình khéo xin nghỉ hẳn một tuần để ổn định tinh thần. Suy ra bài tập về nhà còn đáng sợ hơn cả bị kẹt trong thang máy. Bình tĩnh trong mọi tình huống là dấu hiệu nhận biết khả năng của một thiên tài. Ảnh chụp màn hình. Được biết, sau câu chuyện hy hữu có 102 này, cậu bé GCI đã được bạn học cùng trường đạt cho biệt danh học sinh đầu lạnh.